mắc em ơi. Dân ăn mắc. Tiền lít thôi. Tiền lít. Thành khen chưa? Em có muốn xỉu rồi nè anh. Em mắc xỉu rồi. Đừng mắc nha, đừng mắc nha. Đây nè. Thầy mơ mày. Mơ mày. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Em còn hơi lạng trạng. Dạ, em liệt rồi. Qua em đu đeo quá, em đu đưa quá, cái em té rồi. Trước tiên là phải chúc mừng Bình với lại Liz. Bởi vì cái MV hay quá. Hay mà tôi ngồi dưới tôi phải la lên luôn mà. Tôi rất là áp lực mỗi lần khi đi dự họp báo của Trịnh Đăng Bình. Là bạn thân của nó. Bây giờ không đi thì nó chửi mình là không có bạn bè mà không giúp đỡ. Đi mà lỡ về dở tôi chê thì nó sẽ giận tôi. Cái nết tôi mà. Tôi không bao giờ mà nói cái gì mà gọi là đãi bôi để nghe cho vừa lòng nhau. Bạn bè thân là phải nói thiệt. Cái nào dở là nói dở, cái nào hay nó hay. Thí dụ gần đây nhất, cái MV gì mà cái bức bình phong gì đó, nó nói tôi nó đầu tư mấy tỷ bạc, nó dễ sợ lắm, nó làm rần rần rần. Mình cũng nghe ok vậy, tối MV cũng dữ thiệt. Không hay nha. Đầu tư thì đầu tư nhưng mà không liên quan nha, không liên quan tới nhạc. Không mê lắm. Nhưng lần này xuất sắc luôn, phải dùng từ là xuất sắc luôn. Đây là cái MV mà hay nhất mà tôi xem của Trịnh Đăng Bình thật sự luôn. Cả về chất lượng giọng hát lẫn hình ảnh luôn. Hình ảnh rất có ý đồ và tạo những cái điểm rơi rất là thông minh để mà làm cho cái cảm xúc của cái người xem thăng hoa theo cái bài hát. Cứ ba đoạn là mình thấy ba cái cú hit nó, cái điểm rơi nó rất là tốt. Hơn nữa là mọi người để ý nha, giờ này tôi thấy Trịnh Đăng đầu tư cái phần nhạc beat quá tốt luôn á, đánh live band không nha, có tiếng trumpet quá tốt luôn. Nói chung là chúc mừng Bình với lại Liz, nói chung là làm một cái MV mà như vậy nó mới đáng đi đầu tư thực sự, chứ không phải là mình mình bỏ rất là nhiều tiền cho để mình quay cho thật đẹp, nhiều khi cái nội dung nó không liên quan lắm tới các bài hát thì hơi phí đúng không ạ. Thì lần này Thành nghĩ là sẽ làm một cái big hit nữa, chắc chắn nó sẽ nằm trên top 1 thôi, tôi tin cái điều đó. Và biết đâu mình làm khác biệt to lớn hơn. Cái bài này ghét anh, khác biệt to lớn đâu, bây giờ khác biệt này thậm chí còn to lớn hơn. Rồi cái làm thời gian nữa ra, khác biệt này mới chính xác là to lớn nhất. Thứ gì nó làm nhạc mà sân si, nghe cái tựa đề cái sân si rồi. Lần trước là khác biệt to lớn vừa, lần này lớn hơn. Rồi lần sau lớn nữa, là có nghĩa là không vừa không chịu, cái này mới lớn nè. Tức nói chung chúc mừng. Cảm ơn thầy rất nhiều. Cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn nhiều bạn rất nhiều. Cho bài thứ 3 rồi đó. Đúng không? Khác biệt này mới là to lớn nhất. Thật ra đúng á, Đại Thành nói đúng á. Thật ra là bình thường á, là mình là tại vì mình với Thành cũng quá gần gũi nhau, cho nên là đi cũng đi chung nhiều á, cho nên là bình thường là có bài mới á, hay khoe với ông này lắm. Mà mỗi lần khoe là ổng chơi tới tấp. Ổng chơi tới tấp, ổng chê nào là hát, nào là biết chỗ này chưa hay kia chưa đó, kiểu như thế. Nói chung là thì Thành là một người thật ra cũng là tư duy sản xuất Thành rất là tốt. Và những cái mà Thành nói cũng khá chính xác. Cho nên là cũng là hồi xưa cũng rất là nhiều lần mình cũng phải là bị ông này tán cho tỉnh mấy lần. Thì mình mới bắt đầu mình suy nghĩ đến chuyện là đến một ngày nào đó tôi sẽ phải cho ông này nghe một cái bài hát của tôi và ông này không thể chê chỗ nào được hết. Và hôm nay có được chưa ta? You did it. You did it. Dạ, yeah, cảm ơn mọi người. Thì thật ra đó là cái điều mà đôi khi có những người bạn á, họ sẽ không yêu chó, sẽ làm cho mình tổn thương rất là nhiều. Tại vì đã rất nhiều lần mình tổn thương bằng những cái lời nói thẳng của bạn Thành này. Nhưng mà nhờ những cái điều đó thì nó làm cho mình phải tiến bộ hơn. Nó làm cho mình phải tiến bộ hơn rất là nhiều. Và thật ra cái đợt này á, MV này không phải MV đầu, cái sản phẩm này á, cái MV không phải là cái điều đầu tư nhiều nhất, mà đó chính là cái âm nhạc, cái phòng thu, cái điều mà Thăng Bình đã tốn gần 2 năm cùng với các anh em ngồi đây, hai con rất là thấm tay của mình. Dạ, tôi nghĩ là nghệ sĩ Trịnh Đăng Bình cứ hay khoe tôi mà, tại vì lâu lâu cũng hay đầu tư này nọ đó các bạn, hay đầu tư nó ồ, bạn ơi, tôi mới đầu tư này hay lắm, là yên tâm một thời gian, nó kiếm nhiều tiền lắm rồi.
bắt đầu biết làm ăn không, cứ thời gian sau đó nó lừa tôi rồi. Nói vậy đó, tôi nói mình bớt đầu tư lại đi, làm nhạc đi, làm nhạc hay mà đừng làm nhân đầu tư gì hết. Lần này đầu tư, lần này tôi thấy là đúng, đầu tư cho phòng thu âm nhạc tôi thấy là đúng nhất nha. Chúc mừng bạn tôi. Thành cảm ơn Thành rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người coi thấy ổn thì chắc là cho mình với list một vòng tay được không ạ? Bởi vì đây là cái sản phẩm mà